Dạ, Thái xin mến chào các cô, chú, các anh chị và các bạn. Hiện Thái đang có mặt là tại ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hôm nay là mình đến một gia đình này, là mình nghe nói là cô với chú thì cũng lo làm ăn lắm, đi bán vé số, nhưng mà không may chú bị một căn bệnh, là bệnh một xương thấy gì quý vị. Nghe nói là tay chân nó phù dữ lắm, cho nên mình hôm nay mình đi vô đây để mình coi có hỗ trợ gì được cho chú không. Thì hôm nay thì mình đã đến nhà rồi, để mình vô mình thăm, mình hỏi thăm coi sao nha quý vị. Cái bệnh cái tay sưng dữ vậy Cái năm nay tay quá sưng rồi, cái năm nay sưng rồi. Lâu quá, lâu rồi, năm ngoái bây giờ tới năm rồi. Cái tay chú sưng quá sưng nè. Chú bây giờ còn biết gì không cô? Chiều mở mắt vậy rồi lòng nhau nhắm nữa. Đây, cái này sao cái biếu. Cái bệnh của cô lâu, bệnh của chú lâu chưa cô? Năm rồi, sáu năm mấy. Một năm mà ha. Cô ngồi trên đó đi, cô ngồi trên đó đi. Cô ngồi nhà Nam nè. Nhà Nam đó, nhà Nam đó hả? Dạ. Ba Nam đó. Thì chú bệnh rồi, chú nằm gì có đi đứng gì được không con? Đi hết được rồi, mừng bữa nay đi được, mưa hả không đi, còn nhát cái bữa ít bước còn nhầm chứ nữa rồi. Dạ. Bữa nay đứng dậy không nổi, nay hết nổi rồi. Năm bữa nay đi được. Năm bữa nay mình đi hết được rồi hả con? Ừ. Rồi bệnh gì rồi mình có đi chữa trị ở đâu chưa con? Đi chợ gãy, rồi đi trung tâm ung bướu, chợ gãy nó chê chở cho ổng về không có gì chị. Dạ. Cô cho con hỏi cô tên gì con? Trần Thị Mừng. Trần Thị Mừng. Cô nhiêu tuổi rồi? Năm 67. 67 tuổi rồi. Chú năm nay nhiêu tuổi 68. Rồi? 68. Chú? 68. Chú tên gì con? Nguyễn Nhân Lập. Nguyễn Nhân Lập ha. Chú thứ mấy vậy? Ổng của anh thứ ba, còn tôi thứ tư. Ở đây kêu bằng chú ba ha. Kêu bằng chú tư, chú tư không? Ở đây kêu bằng chú tư không ha. Dạ. Bây giờ còn biết không? Ông ơi, chú này ở thăm ông kìa. Chú còn biết không chú? Lúc nhớ lúc quên ha. Cái tay mình bị vậy nó có nhức không chú? Nó không nhức hả? Nhức lắm, bây giờ nó hết cảm giác được rồi. Bây giờ là nó hết nhức luôn rồi ha. Đầu nhức, bây giờ là hết cảm giác được rồi. Dạ. Hết biết luôn rồi ha. Ông tôi thấy tệ quá, ông nóng quá, chở lên trên huyện đưa Gia Đốc mới rồi đem về hôm qua nè. Dạ. Mới nằm trên Gia Đốc mới xuất viện Điện Quang. Gia đình mình đông con không con? Tôi thì được 2 đứa, ổng thì 3 đứa. Mà con chung là hay là con kia? Con chung của tôi, ổng con đứa. Vậy ha, con chung được con đứa ha. Ừ. Dạ, rồi đứa con rồi có người nào phụ tiếp cô với chú không? Dạ cũng không có. Nó bằng công ty được không à? Rồi đứa con chung làm sao? Đứa con chung đi mần với tôi buôn bán rồi đi bán số rồi. Ổng bán số nữa mà ổng bệnh nghỉ tới giờ đúng. Ổng nghỉ ổng bán số tới giờ ha. Ổng bán số 10 năm rồi. Là mình bán số luôn là 10 năm luôn, rồi hôm nay. Rồi con nghe nói là cái mình đang đi bán số ở đâu đó rồi chú mắc bệnh rồi nghỉ luôn đó hả? Dạ. Lúc trước mình bán số có lý không con? Bán ở đây thì là 4 năm vậy nè, chứ nghĩa bán là 7 năm, 8 năm. Ngày bán cũng được 1.000 mấy vé vậy đó. Dạ. 150 vé. Mình xuống gạch giá mình bán ha. Dạ. Quá xa rồi. Bây giờ là hết biết cảm giác luôn hay sao? Dạ, hết biết cảm giác luôn. Đụng vô là được không? Đụng vô không biết đau gì không? Đụng vô thì cũng hơi đèm mạnh, nó hơi thốn thốn. Đèm mạnh thì nó thốn thốn. Cháu nó thốn quá bà ơi. Vậy bác sĩ nói chú bệnh gì hả cô? Mà ổng bị cái nách, ổng có mục đó. Đi trung tâm ông bướu nó mổ ổng rồi về cái nó biểu ổng gì, biểu ổng gì chích cái gì đó. Ổng có chích thả chỉ á, rồi mình không có tiền cái nó mới buông mình về, nó làm vậy luôn. Dạ. Mà bác sĩ nói là chú bị bệnh gì? Bị bướu độc nó di căn. bú độc di căn nha, di căn xương rồi chị gãy nó không chị rồi nổi nó cho ông về. Dạ. Như vậy là cái bệnh này của chú là bác sĩ nó chạy luôn rồi chứ dạ, không còn đường cứu nữa. Dạ. Trước mãi còn cửa không đi được, bây giờ quá nặng rồi. Hồi đó phải có tiền đi, không có tiền. Dạ. Cũng hơi nặng. Phải không có cấp mà mới có tiền còn vô quá chắc rồi còn được, còn đi trị rồi được, còn tiền bạc kém quá rồi không có trị được rồi. Xạ chị gì nghe nói lần đầu tới 30 mấy triệu. Dạ. Lần sau mới phục xuống từ 15, 20, 15 rồi. Mà vô 7 lần như vậy đó. 7 lần ha. Rồi vô 7 lần như vậy. Rồi mình không có trị luôn. Dạ không có trị luôn. Ừ, gia đình mình ở đây mình chỉ đi bán số, không có đất đai gì sản xuất không cô? Không có đất. Rồi cái nhà mình ở đây là đất mình hay là đất sao? Đất của ông già cho. Ông già cho được cái nhà vậy đó ha. Dạ. Rồi mình đi vợ chồng đi bán số sống hàng ngày. Dạ. Vậy ha. Rồi con chú thì có phụ tiếp để trị bệnh hay lo cho chú gì ăn uống không con? Mấy nhỏ cũng cho từng xe từng cỡ rồi chút đỉnh. Từng xe chở tới chở lui đi trị bệnh đó. Dạ. Cho đi từng xe, chở nó bao từng xe rồi. Vậy là chú 67 tuổi ha? 68. 68 ha? Tôi 67. Dạ. Kêu rồi mở mắt ra vậy đó ha. Dạ. Rồi chú có ăn uống gì được không con? Mấy tháng trước còn ăn được chén được. Mấy ngày uống sữa không chịu uống. Mấy ngày không uống sữa luôn hả? Có sữa kìa, uống nước cho kìa. Không uống. Dạ. Quá xa cái tài á. Thì cũng có trời màu. Thì cũng là đúng là có màu. Có màu. Màu vậy chứ mừng. Mấy cô chú có gì? Thì bây giờ là mình không có điều kiện gì đi chữa trị, mà nếu như mà có điều kiện chị, thì chữa trị cũng không được luôn. Không được luôn, không ăn với chị nữa. Coi như nó không có chỗ nào mình chỉ thuốc được hết. Vậy đó, nó cho mình về đi chợ gãy, hắn hổm bao xe chợ gãy. Dạ. Cái nó mới 4 ngày nó cho ông về, không chuyện đó. 4 ngày là cho về ha. Dạ. Và lúc trước khi mà nó phát bệnh rồi nó có cái triệu chứng gì không con? Lần đầu nó như cái chàm vậy nè, cái ẩm ủa sau này bữa cái nắp tôi gì khốt tôi gì nè, cái ông chạy xe cái nó hơi đau cái này. Dạ. Cái ông thấy cái gì cái đầu ổng nói mình nó phát hiện được. Thì nó cái ổng đi ấy thuốc ấy bọng giặt lum dơn nó không hết. Mới đi mà chúng ta ăn bú. Dạ. Ăn bú có hết mà trong cả tháng gì đó. Nó theo dõi đi vô đi ra nó đều nó thử máu rồi nó nội soi rồi nó khám cái gì, nó khám cái gì mà tao nói cả tháng trời mới mổ ăn. Rồi nó mổ rồi sao mà nó mỗi tuần mỗi đi hả? Yeah, mỗi tuần nào nó cũng ra mấy khám cái này khám kia, cuối cùng cả tháng nó mới mổ hả? Dạ, yeah, mỗi tuần mỗi đi rồi cả tháng nó mổ. Yeah. À. Mổ làm tới rồi chứ mực. Lúc mà mổ rồi là làm tới là sưng tay. Yeah, làm gì sưng tay lấy luôn, cái đi thầy Nam á, thầy thuốc Nam cái không chịu trị, nó có dấu kéo dấu dao không chịu trị, đi là thầy mà phun thầy đắp hay thổi gì nó không chịu trị cho nó có cái dấu đó rồi nó không chịu trị. Rồi cái cũng ổng cũng đi kiếm thuốc Nam, ai chỉ thuốc Nam về gì ổng cũng uống chắc không tối ngày ổng về không sợ luôn, chắc tối ngày uống. Thôi nhà trời ơi, đi vô đi ra rồi thấy uống thuốc. Tôi nghĩ bưng lắm giờ uống lắm trời. Mà bây giờ hiện giờ nè, bà ơi bà dắt thuốc Nam được uống đi. Mới chở về xuất viện về không chưa tới thuốc Nam uống đi. Không thuốc lắm mà không thấy gì chân. Vậy là ở bà thê chứ mừ, có ông thầy mà thằng con có xấu hổ mà đi hốt thuốc chứ mừ, đi hốt thuốc chứ nó chỉ ổng đó, ông nó theo tới dưới hốt 5-6 triệu bạc đó. Điển nhưng mà 2 tháng uống là 3 triệu 6 rồi uống thêm 1 tháng nữa, uống hoài vậy đó mà không hết là bỏ ngang một đống kìa. Mới lấy ổng đem lên nữa kìa mà không có lấy nữa, nó giờ uống có khác rồi. Lúc trước mình đi bán cái số vậy mình có bảo hiểm gì không con? Không có bảo hiểm, cái bảo hiểm đi ra ngoài thành phố á, ông anh ở ngoài mới thấy không có bảo hiểm, ông cho bảo hiểm ở thành phố. Dạ, cũng có cho cái bảo hiểm rồi ha. Không phải mấy người, mình thấy mấy người ở trong Giống gì? Giống gì nó cho đó. À, cái tay nó sưng lên muốn bằng cái mình luôn rồi quý vị. Ừ. Bự quá trời bự. Bự hơn cái giò luôn rồi. Ông đi chợ gãy đi mà chúng ta muốn mổ á. Cái bác sĩ đó ông, người ta cho ổng đâu chịu bạc vậy đó. Cái thấy ông mổ cái nó không nhát đuôi cho ông rồi. Mất sĩ đó. Vậy là hiện giờ thì chú cũng có bảo hiểm đồ đầy đủ nhưng mà cũng không có xài được luôn rồi. Có xài được. Ông điện trịch trên này nè, nó xài nó ở năm sáu bữa mà nó có 1,000,000 mấy. Dạ. Rồi bây giờ mình về mình làm như mình ở đây như vậy rồi cơm áo gạo tiền ở đây có ai giúp đỡ mình gì không cô? Cũng mà mua 10 kg gạo ăn cũng lâu lắm. Ông có ăn gì đâu, có tôi với nhỏ ăn à, cũng 10 cái gạo cả tháng trời chưa hết. Nhỏ là ai? Con tôi nó có 3 người ở nhà, có 2 nhà chồng với thằng con nữa. Vậy ha. Yeah. Con có con ở ngoài ha. Dạ yeah, con tôi với ổng nè. Vậy ha. Dạ. Yeah. Còn mấy đứa có vợ chồng cứ tán hết rồi, đâu có ai trên luôn. Dạ. Kìa hồi sáng kìa. Nhỏ em bà con chú bác nó chở gạo ra kìa, đã hoặc là em mình nó cho mình lấy nó cho. Em chú bác ở Nga Hồng Phương đó chú Mự. Nga Hồng Phương á, nó tình nghiệp vợ chồng nó thương bữa lắm Nga. Rồi mình nghỉ đi bán giấy số rồi tiền đâu mà mình chữa trị thuốc cho chú. Dạ cũng lo. Con đồ nó có bảo hiểm nó rồi đi con cháu rồi nó cho bữa 500 rồi. Tiền cứng cửa lắm tiền lắm mới được chứ. Dạ. Số được nhiêu tiền. Bởi vì không có tiền xài chị nữa chú Mự. Bây giờ đó, nói chung ra thì bây giờ là quá tệ. Giờ có tiền cũng không chị được nữa. Có tiền cũng chị không được luôn nữa. Dạ. Phải mà ăn đó, chị không hết nhiều mà 50 triệu, 20 triệu cũng mà không có, cũng kiếm. Dạ. Quá tội quý vị ơi, sưng mà bây giờ là có lẽ là chú hết còn cảm giác đau rồi. Dạ. Những cái lúc trình nữa. Dạ. Những cái lúc trình. Nhắn nó thụt xuống rồi đó, nó nè. Dạ. Những cái lúc trình. Thì bây giờ chú Tư bệnh như vậy, chú Tư có mong ước gì cho gia đình mình không? Dạ cũng không biết làm sao, tới đâu thì tính tới đó. Không biết làm sao luôn hả? Dạ. Giờ mấy nhờ chú Mười với chú giúp đỡ thì cũng mặn ơn lắm. Bây giờ chú Tư như vậy rồi, nhưng là nếu như mà mình nói một câu nó hơi ấy thì cái điều kiện của mình làm đám đẹp đồ là có đủ điều kiện để làm chuyện đó không? Dạ không có. Không có điều kiện luôn hả? Dạ. Thì các mạnh thường quân nào thì có lòng hảo tâm thì giúp đỡ cho chú Tư được cái đám nha quý vị. Thì hôm nay thì mình vô mình chia sẻ với quý vị các bạn là cái tay của chú là chú bệnh là bây giờ là không còn khả năng gì để chữa trị nữa hết. Thì và Thím Tư thì cũng nói chung ra thì cũng không có cái mong ước gì, cũng hết biết tính sao luôn rồi. Dạ, khi chồng bệnh thì bây giờ con vô đây con thăm gia đình thì con có 1 triệu bạc là gửi cho Thím là do chị Nga ở Mỹ. Dạ. Với nhà hảo tâm là mỗi một người 500.000 là gửi cho Thím là 2 người là 1 triệu bạc. Ở đây Thím cầm giúp con 1 triệu. Yeah. Dạ rồi Thím có gì muốn nói với mạnh thường quân không? Dạ cảm ơn mấy cô mấy dì mấy chị mà mạnh thường quân cũng giúp đỡ đây thì cũng ơn lắm. Tôi không biết nói gì giờ giờ thẳng ông làm cái đúng lận luôn. Dạ vậy con cũng xin cảm ơn cô. Dạ nếu như các mạnh thường quân nào có lòng hảo tâm hãy giúp cho chú được một cái đám nha quý vị. Thì gia đình bây giờ là nói chung ra là hết điều kiện lo chữa trị cho chú, nhất là bây giờ là không còn gì trong nhà hết. video của mình đến đây cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo nha. Xin hẹn gặp lại.